Má bóp trên 2.000, bóp dưới 5.000 đó nha. Anh xuống nè. Khi anh xuống cái tay, anh phải thấy được cái cảm giác tay của em nó có một cái gì đó. Phải cảm giác an toàn đúng không? Chứ còn mẹ em đỡ đã đời. Vô vướng biết thêm là anh được xin lời nhé. Cách đôi. Đỡ là cái đùi anh đỡ luôn nè không? Đó. Đó lại hại chưa? Hiểu chưa? Rồi được rồi, được rồi, được rồi, đừng sâu quá, đừng sâu quá. Vậy thôi, cái gì quéo quéo vậy? Rồi, ok, hai phần đó. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Chào mừng các bạn đến với TH Lò Gym quận 9 cùng với Duy Nguyễn và một vị khách mời cực kỳ đặc biệt vô đây em. Bạn này là có tên là Cathy, fan hâm mộ của Duy Nguyễn ngoài Hà Nội đi vô trong Sài Gòn lánh dịch cho các bạn. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn mời đến phòng gym TH Lò để nói chung là quay một cái video giao lưu. Một cái video về cái phương pháp tập luyện trai gái kết hợp, nó có tên là cùng nhau squat đôi bờ mông sau trước. Mời các bạn theo dõi nha. Em chào khán giả chưa? Em chào rồi à. Các bạn thông cảm, bữa nay cái giọng một bên đó là giọng miền Nam, một bên là giọng miền Bắc, nên các bạn chịu khó nghe nha. Cái chiều cao của em với anh tương đương nhau nha. Khỏi phải chỉnh nhiều cho nó cực. Có vén tóc qua không để rồi. Hả? Thôi tập gym cho đúng rồi đã. Rồi tao squat rồi. Lùi ra như thế được chưa anh? Được rồi em. Em để vậy được chưa? Để em ngồi xuống đúng không? Ờ. Nó giống dạy dạy tập vậy. Rồi. Ổn đó. Rồi lên đi. Sao cây này có vẻ trượt trượt nè. Không. Em cầm chưa chắc nè. Em phải ép cái cây vào đây. Rồi. Rồi làm lại đi. Lên thở ra. Thấy có vẻ nặng nặng so với anh nhỉ? Đâu, không nghĩ là em ngồi xem mà tư thế ngồi của em đã chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Là rồi. Ok. Ok. Em phải thực hiện bao nhiêu cái em? 8 cái. Được 8 tới 10 cái. Em phải 5 cái đó. Ok. Chừng nào khởi động thôi mà. Chắc nghỉ thôi. Rồi. 8. Chung mày cũng được được nhưng mà cái vẻ gì đó nó chưa ổn lắm em. Không sai thôi mà nó chưa beauty. Nè qua nhờ anh biểu diễn nè. Thấy không? Vô này cho nó chắc nè. Đó, lóc cái này lại nè, cho nó không có chạy. Nó xong rồi đi ra. Thấy không? Ngồi xuống. Đưa mông ra sau cho không ra đường lối. Đó. Ok. Vô. Vòng ba anh nảy nở như vậy là do anh tập cái này hay sao? Sao em? Vòng ba anh đẹp như vậy là do anh tập cái này nhiều hay là đúng sao? Rồi, anh tập cái này xong rồi tới cuối tuần anh đi massage nè. Massage. Massage. Ở ngoài Bắc thì tổng quốc đó em. A few moments later. Tóc. Đó. Này không cho nó chạy. Không. Rồi, ok. Đó. Rồi, anh thấy chỗ sai của em rồi. Nè, cái chỗ sai của em á là cái đùi gối em nó di chuyển nhiều quá, tức là nè khi em nhìn anh xuống nè. Đó, cái chỗ này nó di chuyển rất là ít. Xong rồi anh lên nè. Còn cái của em á, nó xuống, nó lên, nó xuống lên cái đùi gối em á, nó di chuyển hơi nhiều. Tức là khi xuống á, là cái đùi gối em đưa tí tí thôi. Cái mông em đưa ra làm sao cho nó căng lại, xong lên, em đạp lên vậy nè. Đó. Nó vẫn nhiều, cái sau nó vẫn nhiều. Tức là khi cái em lên á, cái tư thế đứng thẳng vậy nè, là không phải. Đang vậy đúng không, em lên cứ vậy thôi. Là cái chân em nó đâu phải, nó thẳng vậy đâu. Không khác. Đó. Thử lại ha. Ok. Đỡ đỡ rồi đó. Đó đỡ rồi đó. Đó đỡ đỡ rồi. Hạn chế di chuyển đùi gối nhiều. Yes sir. Rồi được rồi đó em. Gác tạ vô đi. Tưởng không nặng mà thật ra là nó nặng không tưởng. Nặng sống nặng đâu, ta xỉn.
cây đó 20 cân đấy. What? Đó, em đứng em ngồi không đi. Em ngồi không cho anh thế ơi. Em ngồi không thì nó đỡ hơn tại vì em. Cái này nó quá đổ về sau. Tức là cái người của em nó đổ về sau nhiều quá. Nó vừa vừa thôi nè. Còn em là như vậy. Đó, nó vừa vừa thôi. Đó, giờ đỡ đỡ rồi đó. Tới đây nè, không có đưa vậy. Vậy thôi. Đó. Đưa vậy. Ok. Tức là cái đùi gối của em nó có đưa ra đi vô nhưng mà nó đưa cái biên độ ngắn thôi. Chứ không phải nó đưa một cái như nãy là nãy em thấy dụ em thao lỏng đi. Hồi nãy em xuống em đưa ra giày. Xong em lên em đưa vô giày. Em ra giày em đưa giày nó xa quá. Nó ngắn ngắn tí thôi. Chứ em đưa vậy nhiều nó hại khớp. Rồi. Nhưng mà khi gắn cái cây vô á là cái vị trí thấp nhất nè. Em đứng xuống vị trí thấp nhất đi. Cái vị thấp nhất là cái vai của em phải giữa cái đùi. Tức là cái cây tạ nó nằm đây đúng không? Cây tạ nó chiếu thẳng xuống nó phải giữa cái đùi em. Chứ không phải là nó nằm ở đây cũng phải nằm ở đây. Đó, rồi cái này nó tạo góc vuông. Cái góc vuông nó muốn đẹp á thì cái đùi gối em nó hạn chế đưa đằng trước nhiều quá. Ok. Đó. Còn thí dụ như cái góc vuông dày cũng là vuông nè. Nhưng mà nó sai. Cái ống chân của mình nó gần như nó thẳng. Nó gần như nó thẳng với mặt sàn gần như luôn. Đây, ống chân đây. Tức là cái ống này nó gần như nó thẳng. Chứ nó không có dày. Nó gần như thôi, chứ không phải thẳng băng gì nha. Gần như, ống chân này nè. Đó. Rồi xong rồi mình đưa mông ra sau tới phần trên đó. Mình phải khóa cái lưng. Cái lưng nó ẩn ẩn nè, nó kêu là khóa nè. Cái lưng nó luôn giữ vị trí đó, xong nó lên thẳng là nó cũng thẳng lên tí nữa, nhưng chưa thẳng lắm. Chứ lên không có ưỡn cái mông vậy nha. Lên không có ưỡn vậy. Là lên vị trí hả? Để em phụ anh. Má ơi. Nó nhẹ không à? Bây giờ tạm hết nỗi trời. Yếu thế. Tại đi đường xa. Từ Hà Nội vô đây là phải yếu. Đây là sân nhà mình phải yếu. Không được phép mạnh. Thế à? Hey! Mấy cái anh, mấy cái? 6 cái. 6 cái. Giảm theo tốc độ. Giảm theo trọng lượng. 2 3 4 5 6 Đã quá à. Rồi. Em cây không hay là lên tao cây không trước đi chỉnh form cho đúng rồi đó. Yes, em cây không. Em biết sự lợi hại của cây nhà anh rồi nên là em cây không. Ok. Đó, ổn rồi đó. Ổn rồi đó. Chuẩn. Ổn rồi đó. Em đếm đi, 6 rồi đó. Em tập chán em gác thôi, chưa tập thiệt mà. Bạn quên con. Em tập chán em gác thôi. Nãy là em chưa làm chủ được cái chân của em. Bây giờ là em thấy nó đỡ hơn. Cái động tác gác vô chưa chuẩn nha. Xíu chỉ cho động tác gác vô. Em biết rồi con. Hơi. Mày. 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 2 3 rồi. 2 1 Em đếm ngược. Nè, vô nè, anh nhìn anh vô nè. Okay. Đang tập gì đúng không? Bước một chân vô ngay đây. Xong rồi gác cái cây này vô trước, mắt nhìn qua đây. Ok rồi, xong rồi nhìn qua đây. Hạ xuống. Lại phải gác từng bên một. Đúng để rồi. Mình quan sát như là lái xe vậy á hả? Đó hả? Ok. Từ từ. Để anh vô anh chỉ em đỡ được phát này nữa. A few moments later. Này mà nói nhỏ bạn nghe. Trên góc độ mình nói là mình chỉ cho khách đỡ bài này. Nhưng mà thật ra mình cũng có được chút lợi nha mấy bạn. Nè, khi mà em đỡ cho người ta từ từ. Em đỡ cho người ta đó. Nếu mà em bự hơn người ta thì đỡ khác. Còn nếu mà em nhỏ hơn người ta thì em đỡ khác.
Thí dụ như á, cái cách đỡ mà tượng trưng là kiểu mẹ đỡ cho có thôi đó, không tác dụng như là đỡ ra dịnh đây. Xong rồi tập đó là mấy thằng PT màu ảo ngoại làm, trong khi trường hợp khách tập nhẹ thì đỡ gì được nha. Rồi cách đỡ thứ hai á là đỡ đây đỡ hơn à. Nhưng mà còn cách đỡ mà an toàn nhất á là cầm đây, em cầm ngoài, cầm trong. Rồi cái người đỡ làm sao á, khi squat cái chân nó phải rộng đó, còn cái người tập á thì squat chân nó nhẹ. Rồi bây giờ anh đỡ kiểu khó nhất, rồi lên 1 2 3 ra đó, không có cố gắng, đừng có ôm nẹo nẹo vô dướng, rồi em cứ squat bình thường đi. Ok đó, lên. Tức là ở vị trí thấp nhất cái mông của em nó trúng cái bụng của anh thì nó sẽ tạo ra một cảm giác như là em an toàn hơn và em không có sợ bị gì hết á. Nên trường hợp em thật nặng sẽ đỡ được. Rồi thử nè, đỡ không, cái đây là đó, cùng nhau squat đôi bầu mông sau trước rồi đẩy lên. Em cứ tập bình thường đi, anh đỡ cho em mà. Đó. Ok. Ok. Ok, ráng giữ form nha. Form em đúng rồi. Rồi, ok. Rồi. Ok, rồi khi em gác vô đi, bước chân tới em gác thì anh chỉ nè. Một bên này trước, up vô luôn. Rồi xong qua tới bên này nhìn up vô luôn, hạ xuống rồi đi ra. Cái tay em phải gồng nữa. Ừ, gần gần vậy đó. Chứ không có thể nào mà không lỏng sao đỡ nổi. Ta squat ba ơi. Anh squat được chưa? Cùng nhau squat đôi bờ mông sao chứ. Chân em được chưa? Chân anh đúng không? Được vậy được chưa? Anh thành công khi thân trai có được. Ê, cái gì vậy? À, đâu? Cơ bắp. Nó bóp trên 2.000, bóp dưới 5.000 nữa nha. Vô. Rồi. Đứng ghê với mẹ. Em đứng ghê quá à. Rồi. Không ăn thua. Không ăn thua, đứng gần anh nữa. Được. Em gồng cái tay lên, ai đỡ dậy nữa không em? Cái tay nắm đấm lại, nắm đấm luôn. À. Đó, xuống nè. Ok. Rồi. 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 Cái thôi nhưng mà không đúng. Làm lại, đứng gần vô. À. Trời rồi. Như này là đỡ. Đỡ sao nổi vậy ta? Dịnh thôi chứ không phải lôi ta lên, cứ dịnh. Ok. Ok. Rồi anh xuống nè. Đó. Anh xuống nè. Ừ. Đó không? Ừ. Rồi, trời. Anh xuống nè. Khi anh xuống cái tay anh phải thấy được cái cảm giác tay của em nó có một cái gì đó. Phải cảm giác an toàn đúng không? Ừ. Chứ còn mẹ đỡ đã đời. Vô vướng biết thôi mà được chứ không mất cách luôn. Chưa? Rồi, vô đây em. Nè. Nhìn kỹ nè, đó khi em xuống cái mông em chạm vô cái bụng của anh, nó tạo điểm tựa. Nói không? Anh thấy không? Rồi em đâu có sợ đè đâu, rồi đẩy đi. Đó. Không đỡ không nghĩa là anh đẩy giùm em, mà đỡ là anh tạo cho em cảm giác an toàn. Rồi dứt. Đó. Còn giờ là chơi phiên bản dê như vậy. Đi. Đó, dê đó, đỡ là cái người đỡ luôn, thấy không? Đó. Không, cái này là minh họa thôi nè, tập có bầu cao tập như vậy nha mấy em. Lên. Đó, đỡ hắt mà. Rồi, nó xuống là cứ như ta, ngay đây nè. Ngay cái chỗ này nè. Rồi mất cười. Đó. Nặng hả? Hay là mất cười? Không có, đủ rồi hả? Tạ chất lượng không mà. Bởi vì anh mang lại cho em rất là nhiều cảm giác an toàn mà em không mang lại cho anh cảm giác đó được. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.